Theo thời gian, với những yêu cầu thực tế, năm 1992, vùng đất cực Nam Trung Bộ chính thức trở lại với tên gọi Bình Thuận sau 16 năm dưới mái nhà chung Thuận Hải theo nghị quyết Quốc hội khóa 8. Chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân mở ra cơ hội, điều kiện mới để phát triển. Cùng với công cuộc tái thiết đất nước, Bình Thuận đã nhanh chóng bắt tay ổn định tình hình và đời sống nhân dân ngay sau khi tái lập. Trong bối cảnh bộn bề khó khăn, đòi hỏi phải cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách, đã đặt ra thách thức không hề nhỏ. Những chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo, đảng, nhà nước không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn gợi mở, vạch ra chiến lược, định hướng phát triển địa phương cả trong trước mắt và lâu dài. Bình Thuận này có một vị trí vai trò rất chiến lược về kinh tế quốc phòng đối với Tổ quốc và đối với tỉnh. Phú Quý là một điểm của kinh tế, của xã hội và một điểm của quốc phòng mạnh. Thì đây là rất lợi thế. Đưa Bình Thuận của chúng ta đi lên nhanh. Mà muốn vậy đó là phải các ngành trung ương quy hoạch đối với Bình Thuận thế nào. Công nghiệp ở đây phát triển cái gì? Thì có thể nói phải phát triển rất nhanh công nghiệp thì mới có tăng trưởng cao. Mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đưa nền kinh tế thoát khỏi vùng trũng, xóa đi sự đói nghèo lạc hậu để vươn lên phát triển tương xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, thực tại của tỉnh lúc đó đứng trước muôn vàn khó khăn khi xuất phát điểm thấp, nguồn lực tích lũy hạn chế, kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển còn nghèo nàn. Thế nhưng khí hậu khắc nghiệt, thừa nắng thiếu mưa, đất đai cằn cỗi hoang hóa vì thiếu nước trầm trọng là rào cản lớn để Bình Thuận vực dậy phát triển. Sản xuất nông nghiệp manh mún cầm chừng, nhiều vụ mất trắng. Tình hình thiếu đói đã xảy ra ở nhiều nơi trong tỉnh và phải chi viện để cứu đói cho dân. Thực trạng chung của tỉnh lúc bấy giờ có thể gói gọn trong ba chữ: khó, khô, khổ. Thì lúc đó còn nhiều khó khăn, còn thiếu đói. Đấy, cho nên tập trung về cái công tác xóa đói giảm nghèo và chăm lo cái đời sống của nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở miền núi, ở hải đảo, ở các cái vùng căn cứ cách mạng. Tỉnh phải huy động các cái nguồn lực và nhờ sự chi viện của trung ương để mà xây dựng các cái kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển. Trước hết là vấn đề nước thì rồi. Muốn vực dậy phát triển, cách duy nhất là đi tìm lời giải cho bài toán thiếu nước. Hành trình lo nước cho dân luôn được các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Thuận quan tâm nhằm mở lối cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, hàng loạt công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng trong suốt 3 thập kỷ qua. Từ hồ sông Wow đến nay, hệ thống thủy lợi phát triển gần như toàn bộ ở các lưu vực sông chính, đã nối mạng thủy lợi đưa nước về những vùng đất khác. Qua đó, tác động hiệu quả thiết thực đến sản xuất, đưa năng lực tưới từ 32.600 hectare lên 114.500 hectare. Các hồ sông lũy, hệ thống thủy lợi Tà Bao, kênh tiếp nước Biển Lạc, Hàm Tân đang tiếp tục đầu tư hoàn thiện và tương lai gần là hồ chứa nước Ca Bét, La Ngà Ba sẽ nối mạng thủy lợi trong toàn tỉnh. Chúng ta đồng thời có chủ trương đầu tư và thi công các cái công trình kênh mương sau công trình đầu mối đó. Nhờ vậy, khi mà công trình đầu mối vừa kết thúc, vừa hoàn thành, thì chúng ta đưa vào sử dụng ngay, khai thác ngay và phát huy ngay, nước đưa về tận đồng ruộng của nông dân ngay lập tức. Có nước, đời sống sản xuất đi vào ổn định. Những vùng đất chết như được hồi sinh và được phủ xanh các loại cây cối hoa màu. Sản lượng lương thực từ 180.242 tấn tăng lên 846.626 tấn, gấp 4,7 lần. Năng suất lúa từ 29,9 tạ một hecta từ năm 1992 tăng lên 58,9 tạ một hecta năm 2022. Thanh long, cây trồng chủ lực phát triển vượt trội và khẳng định vững chắc thương hiệu. Cho nên bây giờ đến lúc mà quanh năm bốn mùa, nhân dân Hàm Thuận Bắc
được hưởng một cái nguồn nước rất là dồi dào. Bà con trồng năm ba vụ lúa, trồng rau màu, cây ăn quả. Bên cạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa bỏ lối canh tác manh mún nhỏ lẻ, thì nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng đang được triển khai và mang lại kết quả bước đầu. Các mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá trị được chú trọng triển khai đạt kết quả tích cực. Cuối năm 2021, toàn tỉnh có 34 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao và 2 sản phẩm đủ điều kiện trình Trung ương công nhận đạt 5 sao theo chương trình mỗi xã một sản phẩm. Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ từng bước được thay thế sang quy mô trang trại gắn với tăng cường ứng dụng các kỹ thuật hiện đại. Với chiều dài bờ biển 192 km, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, ngoài khơi có đảo Phú Quý, diện tích vùng lãnh hải 52.000 km2 là một trong 3 ngư trường lớn nhất cả nước. Với ưu thế trên, tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực để đầu tư hình thành các cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kiên cố, tạo điều kiện cho ngư dân hành nghề khai thác, đánh bắt. Kinh tế thủy sản của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2022 ước đạt 246.300 tấn, tăng gấp 3,2 lần. Đặc biệt, sản xuất tôm giống phát triển nhanh và giữ vững thương hiệu. Từ những định hướng và chính sách hỗ trợ, tàu thuyền công suất lớn tiếp tục được đầu tư đóng mới nhằm khai thác xa bờ gắn với các dịch vụ nghề cá. Việc tổ chức sản xuất theo hình thức tổ đội được quan tâm, góp phần giúp ngư dân hỗ trợ nhau trong sản xuất và cứu hộ cứu nạn trên biển. Sự hỗ trợ và quan tâm của nhà nước, hỗ trợ là vay vốn bà con ngư dân để mà có điều kiện đóng thuyền to mới lớn để mà vươn khơi bám biển. Ngành công nghiệp từ những cơ sở thủ công nhỏ lẻ phân tán thì đến nay thu hút rất nhiều dự án đầu tư có quy mô lớn, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, đã biến những vùng đất hoang hóa khô cằn trở thành địa điểm lý tưởng để triển khai các dự án. Toàn tỉnh hiện có 48 nhà máy điện được đưa vào vận hành với tổng công suất 6.520 MW, sản lượng điện thiết kế khoảng 31 tỷ 600 triệu kWh mỗi năm. Giá trị sản xuất công nghiệp và phân phối điện tăng bình quân 42,23% mỗi năm. Nắng, gió không còn là bất lợi mà mang lại những giá trị khác biệt để Bình Thuận chuyển mình phát triển mạnh về công nghiệp năng lượng, từng bước trở thành trung tâm năng lượng quốc gia. Cùng với đó, các khu cụm công nghiệp được hình thành theo hướng thu hút các ngành nghề gắn liền vùng nguyên liệu và lợi thế. Đến nay, 9 khu công nghiệp được phê duyệt đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam với tổng diện tích hơn 3.003 hectare. 6 khu công nghiệp đi vào hoạt động thu hút được 89 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 12.192 tỷ đồng và hơn 231 triệu đô la Mỹ. 27 cụm công nghiệp thu hút bố trí 173 dự án đầu tư với diện tích hơn 268 hectare. Lĩnh vực công nghiệp thì vẫn coi ngành công nghiệp năng lượng là cái ngành công nghiệp chủ động, có tính chất là cô cũng như là đi đầu và dẫn dắt để phát triển công nghiệp trong tỉnh, gắn với đó là cái công nghiệp chế biến và chế tạo. Đối với ngành thì cũng rất là quan tâm, tạo điều kiện và cố gắng là đẩy mạnh cái thu hút đầu tư cái ngành công nghiệp là phụ trợ. Sau sự kiện Nhật thực toàn phần vào ngày 24 tháng 10 năm 1995,
So first of all, đầu tiên là tôi rất thích vùng đất này, đặc biệt là Mũi Né, bởi vì bạn có thể nghỉ dưỡng quanh năm ở đây. Buổi đêm ở bờ biển, nhất là thời điểm này, với tôi rất là đẹp. Phục vụ rất là chuyên nghiệp, rất là tốt, tiện nghi, sạch sẽ và rất là hiện đại. Chặng đường 30 năm cũng đánh dấu bước phát triển của các ngành thương mại, dịch vụ. Mạng lưới phân phối ngày càng được mở rộng, lưu thông hàng hóa thông suốt đến các vùng miền trong tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt 727,9 triệu đô la Mỹ, gấp 89,13 lần, tăng bình quân 16,14% mỗi năm. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao. Ấn tượng nhất là năm 2019 với gần 13.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Năm 2021, mặc dù có sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên, thu nội địa vẫn hơn 9.930 tỷ đồng, đạt 165% so với dự toán và tăng 15,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước đạt hơn 9.900 tỷ đồng. Quá trình xây dựng và đổi mới, đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội luôn giữ vai trò trọng yếu. Trong 30 năm, tổng vốn đầu tư xã hội được huy động là hơn 367.090 tỷ đồng, tăng bình quân 22,75% mỗi năm. Bình Thuận đã tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát huy thế mạnh ở những lĩnh vực tiềm năng. Các hội nghị xúc tiến đầu tư tiếp tục mở ra cơ hội, khơi thông dòng vốn. Những doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong nước đã tìm về Bình Thuận để triển khai các dự án với quy mô lớn. Hiện 1.597 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 333.161 tỷ đồng. Tôi đã từng khảo sát đánh giá tiềm năng này tại các nước Đông Nam Á. Trong đó, Bình Thuận là một trong những nơi có tiềm năng lớn nhất. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ chính quyền tỉnh. Chúng tôi sẽ cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ. Hiện nay, thì chúng tôi đang cùng với các thành viên của Nova Group nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết. Sự cộng hưởng đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp vừa có thể đảm bảo gia tăng giá trị đầu tư, đồng thời góp phần tạo ra giá trị sử dụng thật cho cộng đồng và kinh tế địa phương. Hệ thống đô thị được đầu tư xây dựng và phát triển, khoảng cách giữa thành thị nông thôn được rút ngắn và đi lại thuận lợi nhờ nhiều công trình giao thông được đầu tư đưa vào sử dụng. Tuyến vận tải đường biển Phan Thiết Phú Quý duy trì hoạt động an toàn thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và mang lại kết quả cao. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 69 trên 93 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 3 đơn vị cấp huyện cũng đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân được nâng lên. Đường truyền trạm được nhà nước quan tâm, đầu tư. Thì đến nay là bộ mặt của Đức Linh đã đỡ khác. Bên cạnh đó thì đời sống nhân dân là từng bước được cải thiện. Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Nghị quyết 04 của tỉnh ủy Bình Thuận như làn gió mới để thay đổi cuộc sống. Từ chủ trương cấp đất sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ vay vốn mua bò, đầu tư ứng trước, hướng dẫn kỹ thuật canh tác là đòn bẩy để bà con vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Từ một vùng bấp bênh, bây giờ là đồng bào dân tộc chúng tôi là đã thực hiện được 3 vụ. Bà con là được cải thiện đời sống, kinh tế gia đình là khấm khá hơn. Lúa giống, rồi cái heo giống, rồi bò giống, rồi máy móc, như làm tốt những công tác này cho đem lại cho cuộc sống của bà con ta là tốt. Nguồn lực không chỉ đầu tư cho kinh tế mà còn cho cả văn hóa xã hội. Từ một tỉnh còn hơn 50% số trường học là tranh tre, tạm bợ, thì đến nay 100% trường học của tỉnh đã được kiên cố hóa và phân bổ đều khắp các địa bàn dân cư. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học tiếp tục được tăng cường đầu tư theo hướng kiên cố hóa, trường đạt chuẩn quốc gia. Ngành y tế có nhiều phát triển đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Hệ thống cơ sở phòng và trị bệnh được phủ kín từ tỉnh đến cơ sở.
phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được phát triển có chiều sâu và hướng về cơ sở, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Các dịch vụ, loại hình thể thao trên biển ngày càng phát triển đa dạng và phong phú. Thể thao thành tích cao đã gặt hái được nhiều thành tích, đặc biệt là những huy chương vàng bạc cấp thế giới, châu Á, Đông Nam Á và SEA Games. Các môn thể thao thế mạnh được đầu tư và duy trì thường xuyên như võ thuật, điền kinh, đua thuyền. Cùng với đó, các cấp các ngành trong tỉnh luôn chú trọng và làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, chăm lo đến các đối tượng yếu thế và triển khai kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đền dòng Cà Tây Hiền Hòa là bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận cùng khu di tích Dục Thanh sáng mãi tên người. Đó là điểm tựa, là niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Tỉnh luôn chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên và lan tỏa rộng khắp. Bình Thuận đã đổi khác, hòa mình và dòng chảy phát triển hội nhập. Từ năm 1992 đến nay, tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP bình quân hàng năm tăng 9,07%. GRDP năm 2021 đạt hơn 86.720 tỷ đồng, đứng thứ 28 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, đứng thứ 6 trên 14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, và luôn cao hơn so với mức bình quân của cả nước. Quy mô giá trị GRDP tăng từ 3.914 tỷ đồng năm 1992 lên 94.858 tỷ đồng năm 2022, gấp hơn 24 lần. Thu nhập bình quân đầu người từ 1.350.000 đồng lên 56.280.000 đồng, gấp 41 lần. Tỷ lệ hộ nghèo từ 26% đến cuối năm 2021 chỉ còn 1,03%. Thành tựu và dấu ấn nổi bật 30 năm là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương cùng với tư duy đổi mới, hành động xuyên suốt của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ và sự chủ động sáng tạo trong việc đề ra các chủ trương đường lối đúng đắn. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đi trước mở đường cho sự phát triển. Điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh ta ngày càng khấm khá hơn, có điều kiện hơn. Giải quyết vấn đề đời sống xã hội, giải quyết vấn đề là về cơ chế thị trường, giải quyết vấn đề về coi như là chế độ chính sách, tất cả chúng ta bảo đảm được những cái vấn đề mà chỉ tiêu của trên đặt ra. 30 năm tái lập, chặng đường để nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển, đồng thời đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn để bước vào giai đoạn mới. Bên cạnh khó khăn thách thức đang xen, Bình Thuận cũng đang đứng trước nhiều cơ hội khi cảng quốc tế Vĩnh Tân đi vào hoạt động, điểm nghẽn về chồng lấn quy hoạch Titan đang dần được tháo gỡ, đường cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh và các tuyến đường tỉnh DT719, DT719B, Hàm Kiệm, Tiến Thành đang thi công hoàn thiện, sẽ kết nối hạ tầng giao thông đối ngoại. Tiếp đến sẽ là sân bay Phan Thiết, hứa hẹn tạo ra những triển vọng lớn và không gian phát triển mới. Bình Thuận cũng đang tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm căn cứ khoa học và công cụ pháp lý để hoạch định cơ chế, chính sách, xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương. Tỉnh Bình Thuận sẽ kiên trì dùng lực để thúc đẩy phát triển ba trụ cột kinh tế, đó là công nghiệp, du lịch và nông nghiệp. Đối với công nghiệp, bên cạnh thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, tỉnh Bình Thuận cũng sẽ tập trung phát triển công nghiệp năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo như là điện mặt trời, điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Đối với ngành du lịch, tỉnh Bình Thuận sẽ tái cấu trúc lại không gian du lịch, sẽ quy hoạch xây dựng những khu du lịch ven biển thực sự là đẳng cấp và thu hút được du khách trong nước và quốc tế với những tổ hợp
du lịch và các cái loại hình dịch vụ du lịch phong phú, đa dạng, đáp ứng cái yêu cầu của du khách. Chúng tôi sẽ xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né làm trung tâm lan tỏa để phát triển du lịch ra các vùng phụ cận, phấn đấu du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đối với nông nghiệp, sẽ tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao. Trong đó sẽ chuyển đổi cái mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống từ lấy năng suất sản lượng là chính sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh giá trị gia tăng trong nông nghiệp, đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với chế biến các sản phẩm nông nghiệp tạo ra chuỗi giá trị và gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp. Ai đã từng qua Bình Thuận năm xưa, đồng khô hạn và mịt mù gió cát, đất nứt nẻ bao đời nằm khao khát, những cơn mưa biền biệt ở nơi nào? Bình Thuận ngày ấy với những cơn gió rát người, những đồi cát cháy, những cánh đồng khô hạn, nhưng vươn lên từ khói lửa chiến tranh, từ trong gian khó, truyền thống tự lực tự cường sáng tạo tiếp tục được phát huy để chiến thắng đói nghèo lạc hậu. 30 năm kể từ ngày tái lập, 30 năm đổi mới và phát triển, cán bộ và nhân dân Bình Thuận giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực vượt mọi khó khăn, đưa tỉnh nhà vững bước đi lên. Bình Thuận hôm nay là những hồ nước, những dòng kênh tải ngọt phù sa, là những cánh đồng thơm canh tăng vụ, những vườn trái chín trĩu ngọt đầu cành. Bình Thuận hôm nay được mệnh danh là thủ đô resort, là điểm đến của hàng triệu bạn bè quốc tế gần xa. Bình Thuận hôm nay đã biến những cơn gió rát người, biến ánh nắng gay gắt thành nguồn điện tỏa sáng và trở thành trung tâm năng lượng quốc gia. Những con đường thênh thang, những công viên, sân golf trải dài bên biển rộng, những lễ hội đậm đà bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em, tất cả đã tạo nên một diện mạo Bình Thuận hôm nay. Năm đổi mới và phát triển, vượt qua bao khó khăn thử thách, Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận vững vàng tự tin bước vào trang sử mới. Soi sáng.